Trong cuốn sách Những anh hùng của lịch sử, Win Durant có viết: "Tôi sẽ không đồng tình với kết luận của Voltaire và Gibbon, một kết luận khiến người ta phải suy sụp tinh thần, rằng lịch sử là bản ghi chép những tội ác và hành động điên rồ của nhân loại. Tất nhiên, phần nào nó là vậy, và chứa hàng trăm triệu bi kịch. Nhưng nó cũng là sự sáng suốt và đúng mực còn sót lại của gia đình điển hình, sự lao động và tình yêu của đàn ông và phụ nữ khi gánh vác dòng chảy của cuộc sống vượt qua hàng nghìn trở ngại. Nó là trí tuệ và lòng can đảm của những chính khách như Winston Churchill và Franklin Roosevelt. Trong đó, người thứ hai ra đi khi đã kiệt sức nhưng mãn nguyện. Nó là nỗ lực kiên định đến tuyệt đối của các nhà khoa học và triết học để thấu hiểu vũ trụ bao quanh họ. Nó là lòng kiên nhẫn và kỹ nghệ của các nghệ sĩ và thi sĩ, thứ đã đem lại một hình thái biểu hiện vĩnh cửu cho cái đẹp vốn chỉ tồn tại trong thoáng chốc, hoặc đem sự rõ ràng có tính khai sáng đến với những điều quan trọng nhưng lại tinh vi và khó nhận biết. Nó là tầm nhìn của các nhà tiên tri và các vị thánh, thách thức chúng ta đạt đến sự cao quý. Chúng ta không cần nhắm mắt quay lưng trước những xấu xa đang thách thức mình. Chúng ta nên lao động với tinh thần kiên định tuyệt đối để tiêu trừ những xấu xa ấy. Nhưng chúng ta có thể lấy sức mạnh từ những thành tựu của quá khứ, hào quang chói lọi của những di sản của chúng ta.